quân đội Ukraine đang trên đường tới thị trấn Chasovia gần thành phố Bakhmut. Đoạn video do Reuters đăng tải cho thấy binh lính Ukraine ngồi trên nóc xe bọc thép đi ngang qua các tòa nhà bị hư hại và các cánh đồng có hàng chứa ngại vật chống tăng. Theo giới quân sự phương Tây, sau khi kiểm soát Bakhmut, Nga có thể tiếp tục đánh thị trấn quan trọng Chasovia ở phía tây Bakhmut. Trước đó, chính Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo sau khi mất Bakhmut rằng lực lượng vũ trang Ukraine có nguy cơ mất các thành phố lớn như Slavyansk và Kramatorsk. Chasovia nằm ở phía tây Bakhmut sẽ là cứ điểm đầu tiên bị Nga nỗ lực đánh chiếm trên con đường tiến tới Slavyansk và Kramatorsk. Chasovia là một thị trấn thuộc tỉnh Donetsk, cách Bakhmut hơn 10 km về phía tây. Tính đến tháng 1 năm 2022, thị trấn này có dân số khoảng 12.250 người. Tuy nhiên, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi chiến sự diễn ra ác liệt ở Bakhmut, chỉ còn khoảng 1.500 cư dân ở lại thị trấn này. Sau khi mất Soledar vào tháng 1 năm nay, Chasovia đã trở thành một trung tâm then chốt cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trên mặt trận Donetsk, vì đây là con đường duy nhất để quân đội Ukraine tiếp tế lực lượng và phương tiện cho thành phố Bakhmut bị Nga bao vây. Chasovia đóng vai trò như một vị trí tái tập hợp binh lực, nơi quân đội Ukraine luân phiên ra vào thay quân ở Bakhmut, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và tiếp tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vào thời điểm hiện nay, khi Nga đã đánh chiếm thành công Bakhmut, họ sẽ tập trung toàn bộ binh lực để đánh chiếm thị trấn này. Với lực lượng đồn trú sẵn ở đây và lực lượng rút về từ Bakhmut, Ukraine sẽ biến Chasovia thành một cứ điểm phòng thủ mới khá kiên cố trong nỗ lực ngăn chặn quân Nga đánh chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk, hiện thực hóa mục tiêu trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt là giải phóng hoàn toàn vùng Donbass.